Thi Thiên 48. Đức Giê-hô-va thật vĩ đại, rất đáng được ca ngợi, trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta và trên núi Thánh Ngài. Núi Si-ôn cao vút và đẹp đẽ là niềm vui của cả trái đất, là đỉnh cao nhất của Sa-phôn, là thành của vua vĩ đại. Đức Chúa Trời ngự trong những đồn lũy của thành, và Ngài trở thành nơi nương náu của nó. Khi các vua họp lại và tấn công thành, chúng thấy thành và sững sờ, rồi kinh hãi chạy trốn. Sự run rẩy áp đến vây hãm chúng, chúng bị đau đớn khác nào phụ nữ chuyển dạ. Chúa đập vỡ chúng như ngọn gió đông đập vỡ tàu thuyền Ta-ri-si. Điều chúng tôi đã nghe thì cũng đã thấy trong thành của Đức Giê-hô-va vạn quân, tức trong thành của Đức Chúa Trời chúng tôi. Đức Chúa Trời thiết lập thành ấy vững chắc đời đời. Lạy Đức Chúa Trời, trong đền thờ Ngài, chúng con suy ngẫm về sự nhân từ của Chúa. Lạy Đức Chúa Trời, danh Ngài thể nào thì sự ca ngợi Ngài vươn đến các đầu cùng trái đất thể ấy. Tay phải của Chúa đầy sự công chính. Nguyện núi Si-ôn vui vẻ, các con gái Giu-đa mừng rỡ vì sự phán xét của Chúa. Hãy đi chung quanh Si-ôn, hãy dạo vòng thành, đếm các ngọn tháp của nó. Hãy nhìn kỹ các thành lũy, xem xét các đền đài của nó, để các con thực lại cho thế hệ mai sau rằng Đức Chúa Trời này chính là Đức Chúa Trời của chúng ta cho đến đời đời vô cùng. Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta cho đến trọn đời. Tiết đoạn 2. Nhưng phần con hãy dạy những điều phù hợp với giáo lý chân chính. Hãy khuyên các cụ ông phải tiết chế, nghiêm trang, khôn ngoan, vững vàng trong đức tin, trong yêu thương và kiên nhẫn. Các cụ bà cũng vậy, phải cư xử một cách thánh khiết, không nói xấu, không nghiện rượu. Các cụ phải biết dạy điều hay lẽ phải, để huấn luyện các phụ nữ trẻ biết yêu chồng, thương con, tiết độ, trong trắng, đảm đang việc nhà, hiền thục, thuận phục chồng, để đạo của Đức Chúa Trời không bị xúc phạm. Con cũng hãy khuyên nhủ các thanh niên phải biết tự chủ trong mọi việc. Chính con phải gương mẫu qua các việc lành và tỏ ra trung thực, nghiêm trang khi dạy dỗ. Lời nói phải đúng đắn, không ai chỉ trích được, để những kẻ chống đối phải hổ thẹn, không thể nói xấu chúng ta điều gì. Hãy khuyên các đầy tớ thuần phục chủ mình, làm hài lòng chủ trong mọi sự, không được bướng bỉnh, không ăn cắp, nhưng phải bày tỏ lòng trung thành trọn vẹn, để trong mọi lĩnh vực đạo lý của Đức Chúa Trời cứu Chúa chúng ta được rạng rỡ. Vì ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho mọi người đã được bày tỏ, ân điển đó dạy chúng ta từ bỏ sự không tin kính và dục vọng trần gian để sống một cách tiết độ, công chính và tinh kính trong đời này. Đang khi chờ đợi niềm hy vọng phước hạnh và sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại, cũng là cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng đã hy sinh vì chúng ta, đã chuộc chúng ta khỏi mọi gian ác và tinh luyện chúng ta thành một dân riêng về Ngài, là dân sốt sắng làm các việc lành. Con hãy dạy những điều đó, lấy uy quyền mà khuyên nhủ và quở trách, đừng để một ai khinh dễ con. Ê-sai đoạn 49. Hỡi các hải đảo, hãy nghe tôi. Hỡi các dân xa xăm, hãy chú ý. Đức Giê-hô-va đã gọi tôi từ trong bụng mẹ. Ngài nhắc đến tên tôi khi tôi còn trong lòng mẹ. Ngài khiến miệng tôi giống như thanh gươm sắc bén, da tôi dưới bóng tay Ngài. Ngài làm cho tôi như mũi tên nhọn và cất tôi trong ống tên của Ngài. Ngài phán với tôi: Hỡi Israel, con là đầy tớ ta, ta sẽ được tôn vinh bởi con. Còn tôi nói, tôi đã làm việc luống công, đã tốn sức vô ích và không kết quả. Nhưng Đức Giê-hô-va xét công minh cho tôi, Đức Chúa Trời ban phần thưởng cho tôi. Bây giờ Đức Giê-hô-va, đấng đã lập tôi làm đầy tớ Ngài từ trong bụng mẹ, để tôi dẫn Gia-cốp trở về cùng Ngài và tập hợp Israel cho Ngài. Vì tôi được tôn trọng dưới mắt Đức Giê-hô-va, và Đức Chúa Trời tôi là sức mạnh của tôi, Ngài phán với tôi rằng: Việc con làm đầy tớ ta
để lập lại các bộ tộc của Gia-cấp và đưa những người Israel được bảo vệ trở về chỉ là việc nhỏ. Ta sẽ khiến con làm ánh sáng cho các nước để đem sự cứu rỗi của ta đến tận cùng trái đất. Đức Giê-hô-va, đấng cứu chuộc và đấng thánh của Israel phán cùng người bị người ta khinh thường, bị dân này ghê tởm là đầy tớ của kẻ có quyền thế. Các vua sẽ thấy và đứng lên, các thủ lĩnh sẽ quỳ lại vì Đức Giê-hô-va là đấng thành tín, là đấng thánh của Israel, đấng đã chọn con. Đức Giê-hô-va phán thế này: Ta đã nhậm lời con trong thì thuận tiện, ta đã phù hộ con trong ngày cứu rỗi, ta sẽ gìn giữ con, đặt con làm giao ước của dân để xây dựng lại xứ sở và chia đất bị bỏ hoang làm cơ nghiệp, để bảo kẻ bị tù hãy đi ra, bảo kẻ ở trong bóng tối hãy ra ngoài ánh sáng. Họ sẽ chăn bầy trên đường đi và đồng cỏ họ sẽ ở trên mọi đồi trọc. Họ sẽ không đói cũng không khát, hơi nắng và mặt trời chẳng còn hành hạ họ, vì đấng thương xót họ sẽ dẫn dắt họ, đem họ đến gần các suối nước. Ta sẽ khiến mọi núi của ta trở thành đường đi, và các đường cái của ta sẽ được bồi đắp. Kìa, những người này sẽ đến từ nơi xa, những người kia sẽ đến từ phương Bắc và từ phương Tây, và những người khác đến từ đất Sinim. Hỡi các tầng trời, hãy reo hò, hỡi đất, hãy vui mừng, hỡi các núi, hãy cất tiếng hát ca, vì Đức Giê-hô-va đã an ủi dân Ngài và thương xót những kẻ khốn khổ của Ngài. Nhưng Si-oan từng nói rằng: Đức Giê-hô-va đã từ bỏ tôi, Chúa tôi đã quên tôi. Người mẹ có thể nào quên cho con mình bú, hoặc không thương đến con ruột của mình chăng? Dù người mẹ quên con mình, ta vẫn không bao giờ quên con. Này, ta đã chạm con trong lòng bàn tay ta, các tường thành của con luôn ở trước mặt ta. Con cái của con nhanh chóng trở về, kẻ phá hại, hủy diệt con sẽ rời khỏi con. Hãy ngước mắt nhìn chung quanh, tất cả chúng đều tập trung lại và đến với con. Đức Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, con sẽ đeo tất cả chúng như đồ trang sức và mang chúng như thắt lưng của cô dâu. Thật, các nơi đổ nát hoang vu và đất bị tàn phá của con nay trở nên quá chật hẹp cho dân chúng ở. Những kẻ ăn nuốt con sẽ lánh xa con. Con cái mà con sinh trong thời gian mất người thân sẽ nói vào tai con: Đất đai chật hẹp quá cho con, hãy dọn chỗ cho con ở. Chắc con sẽ nói trong lòng: Ai đã sinh cho tôi những đứa con này? Tôi đã mất hết con cái, tôi đã bị lưu đày không con và tản lạc. Vậy thì ai đã nuôi những đứa trẻ này? Kìa, tôi đã bị bỏ lại một mình. Vậy những đứa trẻ này từ đâu ra? Chúa là Đức Giê-hô-va phán: Này, ta sẽ giá tay trên các nước, dựng ngọn cờ cho muôn dân. Bây giờ chúng sẽ bồng các con trai của con trong lòng, vác các con gái của con trên vai mà đến. Các vua sẽ làm cha nuôi của con, các hoàng hậu sẽ làm vú của con. Họ sẽ cúi sát đất trước mặt con, liếm bụi đất dưới chân con. Rồi con sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va, và những người trông cậy ta sẽ chẳng hổ thẹn. Có thể nào giật lại chiến lợi phẩm từ tay kẻ mạnh không? Người công chính bị cầm tù có được giải cứu chăng? Nhưng Đức Giê-hô-va phán: Thật, những kẻ bị người mạnh bạo bắt lấy sẽ được cứu thoát. Chiến lợi phẩm của kẻ bạo ngược sẽ được giành lại, vì ta sẽ chống cự lại kẻ đối địch con, và chính ta sẽ giải cứu con cái của con. Ta sẽ làm cho kẻ áp bức con tự ăn thịt mình, say máu mình như say rượu mới. Mọi người sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va, cứu Chúa của con, là đấng cứu chuộc con, đấng toàn năng của Gia-cấp. Ê-sai đoạn 50. Đức Giê-hô-va phán: Giấy ly hôn của mẹ ngươi mà ta đã ly dị ở đâu? Hoặc trong số các chủ nợ của ta, ta đã bán các ngươi cho ai? Này, các ngươi bị bán là vì tội lỗi mình, mẹ các ngươi bị ly dị là vì sự vi phạm của các ngươi. Tại sao khi ta đến chẳng có một ai, khi ta gọi không ai đáp lại?
có phải tay ta quá ngắn, không cứu chuộc được chăng? Hay ta không đủ sức để giải cứu chăng? Này, ta chỉ quở trách một tiếng, biển liền khô cạn. Ta biến sông trở thành hoang mạc, cá dưới sông vì không có nước phải chết khát và hóa ra hôi thối. Ta lấy sự tối tăm mặc cho các tầng trời và khoác cho chúng tấm vải xô. Chúa là Đức Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, để ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sáng, Ngài đánh thức tai ta để lắng nghe như người học trò vậy. Chúa là Giê-hô-va đã mở tai ta, còn ta không chống lại cũng không thối lui. Ta đã đưa lưng cho kẻ đánh ta và đưa má cho kẻ nhổ râu ta. Ta không che mặt khi bị sỉ vả hoặc bị nhổ nước bọt vào mặt. Chúa là Đức Giê-hô-va sẽ giúp đỡ ta, nên ta không bị xấu hổ. Vì vậy, ta làm cho mặt ta cứng như đá, vì biết rằng mình chẳng có điều gì phải hổ thẹn. Đấng xưng công chính cho ta đã đến gần. Ai tranh tụng với ta, hãy cùng ta đứng lên. Ai là kẻ đối địch với ta, hãy lại gần ta. Thật, Chúa là Đức Giê-hô-va sẽ giúp đỡ ta. Ai định tội ta được? Này, tất cả chúng sẽ cũ mòn như chiếc áo và bị mối ăn. Trong các ngươi, ai là người kính sợ Đức Giê-hô-va, nghe theo tiếng của đầy tớ Ngài? Người nào đi trong bóng tối và không có sự sáng, thì hãy tin cậy danh Đức Giê-hô-va và nương tựa nơi Đức Chúa Trời mình. Này, tất cả các ngươi là kẻ đốt lửa và thắp đuốc, hãy đi giữa ngọn lửa và đuốc mình đã đốt. Đây là điều tay ta đã làm cho các ngươi sẽ nằm xuống trong đau khổ.